Thôi, chào các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã đến với video HC tiếp theo của mình nhé. Đấy, hôm nay mình tiếp tục giới thiệu với các bạn về môn HC trên Lạng Sơn. Mời các bạn cùng mình hãy ngồi xuống để nghe những điệu HC mượt mà của cô chú nhé. Còn hát đâu mà quay.